Rồi, rất vui được gặp lại anh chị cũng như quý bà con chăn nuôi. Đó, chạy bò Bình Nghiễn thì bò cả hàng trăm con nha, rất là đông bò. Thì cái clip hôm nay thì xin chia sẻ cái lô đó, xếp theo lô, toàn là bắp kem nha. Thì lô bò này bò lỡ đó. Đó, thì trại có ba bơ đồ cũng rất là nhiều nha. Quý bà con có nhu cầu thì tham khảo bò bắp kem hoặc ba bơ thì có hết. Đó, thì trong clip này xin báo giá 13 con. Đó, bò này nó lỡ lỡ bò rồi đó. Thì đồng giá với nhau, thì trại của anh đó là ở ấp Mỹ Hạnh, xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, giao bò khắp nơi xa gần luôn nha. Xin chào cô chú anh chị nha. Trại bò Vinh Nguyễn hôm nay về 13 con được lợn. 13 con này bò rất là độ và đẹp nha. Bò này nằm chín 10 tháng hết. Con này bò độ bò đẹp. Kem này 13 con được kem. Rất là lực luôn. Đàn rất là lớn, xương sống có dây đít nở. 13 con. Đồng giá 29 triệu 500. 13 con đồng giá 29 triệu 500. Con lô bò này màu mẫu đẹp, hết biết đẹp. Rất là đẹp bò rất là đẹp. 29 triệu 500, 13 con đồng giá. 13 con được kem nha. Xương sóc cối lớn. Bò này trên mét 2 rồi. Con lùn nhất là mét 2. Con trên mét 2. 29 triệu 500. Đây, rất là lực luôn cô chú anh chị. Một cỡ bò luôn. 13 con mà có một con siêu xám à. Còn là 12 con được kem. Mắt mỏ đồ nhìn rất là. Trong này có con là bò nọc là hết đi. Dây hở xương sóc cối luôn. Có gì rất là đông nha, có cái lô ba bê này. Có mười mấy ba bê này để mai quay. 13, 14 ba bê đẹp. Nó quay 13 con được kem. 29 triệu 500 nha. Cô chú anh chị nào cần thì liên lạc với trại bò Vinh Nguyễn. 13 con đồng giá 29 triệu 500. Bò rất là lực. Bò 9 tháng, con nhỏ nhất 9 tháng, con bự 11 tháng. Còn xương sóc cối.